Buffon cưới vợ lần hai. Thủ thành huyền thoại người Italy Gianluigi Buffon tổ chức hôn lễ với bạn gái lâu năm Ilaria Gianamico tại quê nhà hôm 28 tháng 9. Truyền thông Italy cho hay đám cưới diễn ra tại một biệt thự ở Versilia, Tuscany. Các đồng đội cũ của Buffon trong tuyển Italy như Giorgio Chiellini, Luciano Spalletti và Leonardo Bonucci nằm trong số 250 khách mời. Đạo diễn Hollywood Tim Burton và bạn gái minh tinh Monica Bellucci cũng tham dự. Monica Bellucci còn là người chứng hôn của cô dâu Ilaria Gianamico. Một ngày sau đám cưới, đôi tân lang tân nương đăng tải khoảnh khắc mặc lễ phục nhìn nhau say đắm cùng chú thích ngắn gọn. Cuối cùng, chúng ta. Cặp vợ chồng mới cưới nhận được nhiều lời chúc mừng từ fan. Một tài khoản viết, kể chúc mừng đôi uyên ương tuyệt đẹp. Chúc hai bạn sống viên mãn bên nhau. Fan khác cho hay Buffon và bà xã là cặp sao họ yêu thích nhất. Thủ thành sinh năm 1978 và người đẹp đồng hương hơn 5 tuổi gắn bó từ 2014. Thời gian ngắn sau khi anh chia tay vợ đầu Alena Seredova, Á hậu Cộng hòa Séc 1998. Buffon và vợ cũ có hai con trai trong khi Ilaria Gianamico cũng có một con trai từ cuộc tình trước đó. Năm 2016, cặp sao đón con trai chung Leopoldo Mattia. Nguồn tin tại Italy cho biết Buffon cầu hôn Ilaria Gianamico từ 2017 nhưng cả hai thống nhất đợi tới khi anh treo găng mới tổ chức đám cưới. Cặp sao cuối cùng cũng thực hiện được mong ước về một nhà, tận hưởng cuộc sống sau bóng đá khi thủ thành huyền thoại từ giả sự nghiệp tháng 8 năm ngoái. Ilaria Gianamico ban đầu học luật sau đó theo nghiệp MC truyền hình. Người đẹp được biết đến trong vai trò người dẫn chương trình, bình luận bóng đá của Sky Sport Italy trước khi rời đi năm 2018. Gianluigi Buffon được coi là một trong những thủ môn vĩ đại nhất mọi thời với hơn 1.100 trận đấu suốt 3 thập niên. Trưởng thành từ đội trẻ Parma, Buffon thi đấu cho đội 1 từ 1995 tới 2001 rồi chuyển sang Juventus, nơi anh gắn bó 17 năm và giành nhiều vinh quang. Sau một mùa giải ở PSG, thủ thành kỳ cựu trở lại Juventus 2 năm trước khi kết thúc sự nghiệp trong màu áo đội bóng khởi nghiệp Parma ở tuổi 45. Trong tuyển Italy, anh ra sân 176 lần, vô địch World Cup 2006, Á quân Euro 2012. Buffon là thủ môn hay nhất World Cup 2006, giành quả bóng bạc 2006 và 3 lần nhận danh hiệu thủ môn hay nhất châu Âu. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.